Alo, Trọng Thuận và Đạt xin chào quý cô chú anh chị và các bạn và tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì hôm nay chiều 16 giờ rồi cả nhà, thì có ca đi Phú Yên. Thì bây giờ em với Đạt sẽ lên đường đi ra bệnh viện Ung Bướu để mà đón ca bệnh về thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nha cả nhà. Thì mời cả nhà theo dõi hành trình em và với Đạt đi về Ung Bướu đón bệnh nhân và lên xe cùng em phỏng vấn về đến Phú Yên nha cả nhà. Đây, bây giờ em vô cổng bệnh viện rồi nha cả nhà. Trước một anh bóng đèn trước rồi nè. Rồi, bây giờ em với Đạt đi về Tuy Hòa Phú Yên nha cả nhà. Thì thủ tục xong rồi, em với Đạt đi Phú Yên. Mời cả nhà theo dõi hành trình em với Đạt nha. Khỏi thành phố Hồ Chí Minh, đây là địa phận của Đồng Nai, cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi nha cả nhà. Thì anh em đang trên đường thẳng tiến về tỉnh Phú Yên, Tuy Hòa. Mời cả nhà cùng em thăm hỏi bệnh nhân và xem tình hình của bệnh nhân như thế nào nha cả nhà. Chào cả nhà, thì hiện tại xe đang đổ xăng dầu tại trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì em sẽ phỏng vấn người nhà bệnh nhân trong khi người nhà đi vệ sinh luôn nha cả nhà. Thì xe mới đổ dầu ra đậu đây để em ra em thăm hỏi gia đình bệnh nhân cho cả nhà mình biết rõ câu chuyện của bệnh nhân nha cả nhà. Dạ em chào anh, em là Trọng Thuận. Hôm nay anh em mình đồng hành trên chiếc xe cứu thương của hội thiện nguyện BDS, xe của chú Tấn Sang và cùng quý mạnh thường quân của hội thiện nguyện BDS, những tấm lòng vàng để mà quyên góp lại mà phục vụ cho bà con nghèo. Thì trước tiên em xin hỏi anh là anh có đồng ý cho em quay phim cũng như quay hình ảnh của mình để mà chia sẻ cho cộng đồng mạng. Và em quay phim ở đây là để cho mọi người biết đến hoàn cảnh của gia đình của mình đó. Là để mà chia sẻ yêu thương đến gia đình của mình. Thì anh có đồng ý cho em quay phim hình ảnh của mình không? Dạ được, anh cứ quay. Nói chung là cảm ơn hội xe tình thương của chú Tâm Sang hỗ trợ cho ông ba, ông bệnh yếu trong giai đoạn cũng gia đình khó khăn, nên là cũng cảm ơn hội từ thiện chú Tám, mấy anh em cũng nhiệt tình, cũng đưa về dù vợ, nói chung là rất là cảm ơn. Thì ở đây anh cho em và quý vị khán giả biết tên anh và bác và mối quan hệ anh và bác như thế nào. Mình là tên Dương Thanh Nhanh, mình là hiện tại là con rể của ông già, là già vợ của mình, là ông Đặng Mai Em, tên là Đặng Mai Em. Dạ. Ở xã Bình Ngọc, thôn Ngọc Phước, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Nói chung là gia đình cũng rất là khó khăn. Bệnh này, hoàn cảnh này cũng 5 năm rồi, như rừng ra do nhiều. Ông là thuộc diện hộ nghèo ở xã ngồi đó. Dạ. Nói chung là cũng nhờ hôm nay là do ông trong một giai đoạn là điều trị bác sĩ, nói chung là không còn điều trị nó. Nó cho nhiều hơn, nói chung là đỡ là bồi dưỡng sức khỏe thôi chứ còn không có không điều trị được nó, thế là vậy. Thành ra là thôi bây giờ ông già cũng như là lần đây là trong Sài Gòn là ông già là cũng như là lần cuối á. Cũng như bác sĩ hôm nay không, trong này không điều trị nữa, nên là giờ gặp xe của chú Tám rồi cũng hỗ trợ chở ông già qua, thì rất là cảm ơn cái tấm lòng của mấy anh em đi trên xe vừa nhà tài trợ đã ủng hộ có cái chương trình mà tài trợ cho người nghèo, cũng
rất là tốt. Sau này những hoàn cảnh khó khăn khác cũng gặp như cảnh này mà rất là cảm ơn như là mai em anh. Thì anh có thể cho em biết bác năm nay bác bao nhiêu tuổi không? Ông còn trẻ, mới sinh năm sinh năm 67 nên mới 55 tuổi à. À, ông hầu cả gia đình sớm, cả ba người con gái. Bây giờ mấy em nó cũng cả gia đình hết mà đa số là con còn nhỏ. Thành ra là em là rõ lớn không? Nói chung ra vô dẫn đi nhiều lần. Dẫn đi khám bệnh nhiều lần, nói chung là vậy. À, thì bác cái này là được ba đứa con gái. Ba đứa con gái. À, anh là rể trong nhà. Rể lớn của anh. Thì anh và vợ anh á là đưa bác từ Phú Yên vào đây hay là anh là đang làm công việc ở trong này? Nói chung là làm công việc ngồi vơ đưa bác vô đây, còn cả đứa em mà nó gọi điện cho công ty thì nó ở trong này nó đi làm việc. Ừ. Là anh là người con thứ mấy, cưới người con thứ mấy? Con gái lớn, nói chung là con gái gái đầu, ba đứa con gái. Rồi ở ngu anh làm gì, anh với vợ anh làm gì sinh sống? Nói chung ngu thì làm ruộng, làm nông là chính. Làm nông là chính. Rồi bà mẹ vợ anh còn không? Bà còn mà bây giờ bà đi phụ quán ăn á. Ăn một ngày được 100 ngàn. Nói chung là hồi xưa ổng nuôi ba đứa gái thì ổng lao động chính. Mà khi ổng phát bệnh đây 5 năm rồi. Từ khi đó là bà về bà đi phụ quán ăn thì ngày kiếm được 100 ngàn, nói chung là đủ lo cơm nước rồi thôi. Rồi bây giờ em hỏi anh, căn bệnh của bác là bác sĩ là nó là căn bệnh gì? Ngày trước kia là ổng là ung thư đại tràng, là điều trị mổ rồi đưa mang cái bạch bên ngoài rồi đưa thời gian 1 năm sau đưa vô lại rồi điều trị xạ trị được 3 mấy lần rồi. Rồi bây giờ nó lại di căn qua gan, chuyển qua gan. Giờ giai đoạn này là ổng là bị bệnh gan. Bây giờ bệnh nền lúc ban đầu là đại là ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng rồi bây giờ nó di căn qua gan rồi. Gan. Dạ. À, hình như em thấy bụng của bác cũng hơi lưng hơi nghi hơi. Trong bụng cũng cứng. Hơi chướng chướng rồi đó cả nhà. Đó, bụng cứng ngắc. Thì theo như em kinh nghiệm của em thường đi bắt mổ xưa này. Dạ. Nếu như mà theo như kinh nghiệm của em thường đi những cái ca này nè, thì nói chung là em chỉ học hỏi từ sư phụ Tấm Sen thôi ha. Nếu như đúng căn bệnh này á, mình về á, mình giống như là một mình mua 1/4 trái thơm ha, với lại một lóng gừng khoảng bằng ngón tay út mình đó, với lại trứng gà, một quả trứng gà mà mình lấy trồng trồng trắng á, trồng trắng đúng rồi, rồi mình mua cái máy ép sinh tố nhỏ nhỏ, xong mình xay ra mình bỏ cái xác đi, không, xong mình lấy cái nước đó mình uống hàng ngày, tại vì nó là thực phẩm rau củ quả, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nó sẽ tốt cho cơ thể mình hơn một xíu ha. Dạ. À, đó là em theo như em đi là em biết là em chia sẻ như vậy. Thôi cũng cảm ơn rồi chứ mình làm thử ha. Dạ. Rồi thì bà mẹ vợ thì đi phục vụ quán ăn. À, phục vụ ăn. Phục vụ quán ăn thì như là đi mình phụ bân ngồi rửa chén rồi đó, rửa chén rồi. Rồi anh đó. Có. Dạ. Rồi anh với lại ông bác vào đây nuôi bệnh bao nhiêu ngày rồi? Tuần trước thì đi do bác sĩ hẹn là điện thoại vô, rồi bác sĩ mới điện thoại vô chiều hôm qua. Bữa nay hội chẩn thì bác sĩ thôi bây giờ chờ dừa. Là bác sĩ thấy sức khỏe ông yếu quá, nói chung là không còn vô thuốc được nữa. Bác sĩ nói thôi giờ là cho bác vô qua đi. Rồi dùng bệnh ngồi đó chứ không ra vô nữa, chứ công xe xôi nó khổ mình nữa chứ không được gì hết. Nói chung là bây giờ không điều trị nữa. À mà vô đây mười mấy ngày. Nói chung là ông mới vô từ chiều qua. À. Là chung quay còn đột mày bây giờ thấy ông quá yếu, nói chung là thấy ông không ăn được. Rồi. Ăn uống được. Dạ. Là ông không còn ăn uống được nữa. Ông ăn uống nói chung là uống chút sữa. Ừ. Chứ còn ăn thì không ăn được nữa. Đây. Thì anh ở về quê thì anh thông thường anh làm công việc gì, làm việc chính? Hai vợ chồng anh? Cũng nói chung là bốc vác,
họ làm nông ruộng á. Còn bà xã thì bà cũng đi làm công, làm dọn dẹp nhà cửa rồi cho người ta đó. Nói chung ai kêu mình lâu chùa dọn dẹp nó như là dọn nhà dọn cửa, những người mà người ta xây dựng hoặc là cần người đỡ phụ quét dọn nhà á, bà xã làm ở đó. Là gần khâu vệ sinh. À vệ sinh á, đó. À, anh này được mấy bé? Cũng hai cháu, đứa lớn thì đây lớp 6, còn đứa nhỏ lớp 1. À, là còn hai đứa em gái kia thì một người hồi nãy em gọi điện á, là bị giữa, là người đó bị giữa, là còn một bé út nữa. Đã có gia đình chưa? Có gia đình cũng hai cháu hết rồi. À, cũng bị út còn em hai cháu. Bé út cũng có gia đình hết rồi. Còn đó thì chồng họ làm ở Gia Lai, còn đứa nhỏ thì cũng bé nhỏ thì chồng nó cũng đi làm ở dân quân ở khu phố rồi, nói chung là ông đi trực đó. Rồi giống như bác bệnh đau hàng ngày thì ai là người quan tâm chăm sóc bác mỗi ngày? Nói chung là mấy chị em ở khi ông ở ngôi đó thì thương dừa lắm, nhà cũng gần á. Mấy chị em theo phiên nhau dừa rồi, nói chung là bà mẹ thì bà đi ban ngày thì bà đi làm tối chứ bà lo cho ông buổi đêm, thì còn ban ngày thì khi mà ông thì mà mẹ thì bà làm đa số buổi sáng, còn 2 giờ chiều là 7 giờ. Còn buổi sáng thì con cái rồi nói chung là chạy giờ gần gần đó là lo cho ông. Một đứa nào rảnh rồi công việc rồi chạy giờ lo cho ông. Rồi hồi nãy giờ anh lên xe á, anh đã ăn uống gì chưa? Trước khi đi thì mình có ăn cơm rồi. Hồi nãy em có dặn bé kia thì tại vì đây đi về Phú Yên cũng hơi xa. Nếu mà người nhà đi có say xe á thì uống thuốc trước 15-20 phút nửa tiếng gì đó rồi ăn uống đi, tại vì em đi về đó cũng còn xa xôi, với lại tình hình trước lại bệnh nhân thì đi về đó xa xôi em sẽ chạy xuyên suốt. Nếu như mà có vấn đề gì hoặc là anh muốn đi vệ sinh gì đó thì anh cứ gõ cửa kêu tụi em ha. Nói chung là cảm ơn công ty tài trợ của mấy anh, nói chung là cái này không phải là công ty gì tài trợ hết á. Đây lúc đầu em đã nói với anh rồi, đây là chiếc xe cứu thương không đồng của hội thiện nguyện BDS cùng chung tay với lại những mạnh thường quân của hội thiện nguyện để mà đồng hành để phục vụ bà con nghèo, tại vì họ giàu tình cảm. Mình là người có 50% gom góp vô để mà có chiếc xe cứu thương không đồng để mà san sẻ yêu thương đến cho người nghèo đó, là vậy thôi chứ không có phải là công ty anh ha. Dạ, cũng cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục hành trình. Dạ, bây giờ anh em mình đi về Phú Yên, xăng dầu thì cũng đã đạt đổ đầy bình rồi đồ ba từ đây gì đó có đói bụng hay gì đó thì cứ kêu em dừng ghế ăn cơm ha. Cứ tự nhiên như người nhà nha anh nha. Rồi anh cứ rồi ok rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ anh em tiếp tục lên đường nha cả nhà. Hiện tại là 12:30, hai anh em đã tới hầm Đèo Cả nha cả nhà. Do là giờ này 12 giờ rồi nên đường nó vắng lắm cả nhà. Bây giờ anh em đẩy băng ca xuống rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ anh em đẩy vô. Thì ở nhà chú ngay cái hẻm này nè cả nhà. Nên xe cứu thương mình vào không có được. Mình đẩy vô cái hẻm này nha cả nhà. Dạ chào cả nhà, thì anh em đã đưa được bác bệnh nhân về đến nhà rồi nha cả nhà. Đây là căn nhà của gia đình bác bệnh nhân. Bây giờ đây ở ngoài bước vào nè cả nhà, bác mới về bác nằm đây. Chào bác là bác gái hả? Dạ.
Bác Gái là vợ của bác. Vậy thì anh em tụi con bác ngồi đi. Bác Gái cả nhà. Anh em tụi con mới từ trong thành phố Hồ Chí Minh đưa bác vào đây. Giờ này cũng khuya rồi. Và thường thường cái nhà này là mình ở đông người không bác? Vậy có chứ mình ở hết còn 2 giờ chồng không à? Giờ 2 giờ chồng ở nhà này thôi. Dạ. Vậy là mình ở ngày là sinh hoạt hàng ngày là chỉ có 2 giờ chồng thôi. Dạ, 2 giờ chồng. Còn cái đó chạy đi chị về. Dạ, có cái đó chạy đi chị về. À, chỉ có anh là chạy đi chị về thôi. Dạ. Còn mấy gái út đồ là có chồng xa là có thường về nhà không? Dạ, không thường. Không thường hả cô? Ở nhà thường hả bác? Đâu đây là hoàn cảnh khó khăn đấy hả? Hoàn cảnh khó khăn hơn. À, cái giấy này giấy hoàn cảnh khó khăn mới ha. Em xin từ hồi chiều giờ hả bác? Xác nhận lại. Giờ như vậy là có hồ rồi. Dạ. À, nói chung là giờ cũng khuya rồi. Con hỏi bác vài lời thôi rồi anh em con quay lại Sài Gòn ha. Dạ thì nhà này thì hai vợ chồng bác ở. Thì bình thường á, bác trai bệnh rồi bác đi làm như vậy có khó khăn gì không? Không có. Đó hả? Em đi ba anh ấy nhà con cái thì đi chị gì rồi vậy? Bác nói lớn lớn rồi chứ con. Em nói đi làm mà còn ba anh ấy nhà vậy rồi con cái nó thương kỳ đi chị gì rồi nó chăm ảnh với một chút. Dạ. Em đi làm tới 2 giờ 1 giờ. Bây giờ con đưa bác trai về đến đây rồi. Bác thì hình như là con thấy không ăn uống gì được đúng không? Ừ. Đâu bác xè cái bác giơ cái tay ra con coi đi con. Uống chút sữa, chút sữa. Ngày uống sữa không đó cả nhà. Giờ cái này á, anh lấy cái tờ giấy đi em cho anh mượn người viết. Tờ giấy. Vô đó coi. Em cỡ thì có không? Cỡ thôi. Cỡ lấy tờ giấy thế nào? Nè tờ giấy lịch cũng được nè, tờ giấy lịch cũng được nè, đây nè con. Đây nè, tờ lịch đây nè. Con cho con mượn cái viết. Viết xong rồi chưa các bạn? Không. Chú thì ổng không ăn uống gì được luôn hả bác? Chú cũng ăn uống thì nó uống chút sữa, vậy à? Uống sữa thôi. Uống sữa thôi. Bây giờ á, lúc mà căn bệnh ban đầu của bác bây giờ là nó di căn, hồi chiều anh nói là di căn qua gan rồi. Đó, thì bây giờ theo như con hay đi đưa bệnh nhân đồ về á, thì cũng có nhiều người chỉ. À, trong đó có chú Tám Sang. Cơ lên ghi vậy? À, cơ lên ghi đi. Con đọc cho bác ghi. Một phần tư tế thơm. Phần tư thơm. Một phần tư tế thơm. Với lại một lóng gừng bằng ngón tay út. Với lại một quả trứng gà nhưng mà lấy trong trắng thôi, bỏ trong vàng nha. Trong trắng trứng gà hả? À, trong trắng trứng gà. Trứng gà mình luộc đi, xong rồi lấy cái trong trắng á. Rồi mình bỏ vô cái máy xay sinh tố nước ép á. Và mình xay mỗi một ngày, mình xay một lần. Trong buổi trưa cũng được. Rồi xong rồi mình lấy cái xác mình bỏ đi, mình lấy cái nước đó đó. À, cho chú uống. Ha cô ha. Biết đâu à luộc rồi chừng đến cái gà luộc rồi mình xay chung qua thứ này lại. À xay chung qua thứ đó lại. Xay chung. À, xong rồi cho chú uống lỡ như cơ địa của chú hợp với lại cái đó là sao? Ha. À, nó bớt cho con ha. Thôi bác ha. Dạ. Một ngày mình uống còn hết không? Một lần à, một ngày uống một lần một thôi. Một lần. Ừ. Thì
bình thường thu nhập của bác ở nhà ở đây bác làm sinh sống làm vấn đề gì? Đi phụ rửa chén cho người ta. Dạ, đi phụ rửa chén ha. Rửa dạ. Chén cho nhà hàng hay là quán ăn hay là chỗ nào cô? Bình dân. Rửa chén bình dân. Rửa chén cho quán cơm hả cô? Dạ. Quán cơm bình dân. Vừa chạy bàn vừa rửa chén. Vừa chạy bàn vừa rửa chén ha. Dạ. À, một tháng gì mình thu nhập được nhiêu? Hai triệu rưỡi. Rồi con kiếm con cái ở nhà có phụ họa gì thêm cho bác không? Cả. Đó, rồi bệnh bác bệnh đâu gì bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Có nhà nước tài trợ chút đỉnh. Có nhà nước tài trợ chút đỉnh. Tiền tháng của Trung Binh á. À. À, chú là thương binh hả? Không, đó là thương binh xã hội. Mà không là cái bệnh đó là nó có cái lỗi của thương binh xã hội là nó cái trời những người mà bị gia đình bị hiểm nghèo á. Giai đoạn chính mà là những giờ làm hết được. Bệnh hiểm nghèo là có một tháng được bao nhiêu? Một tháng tài trợ được nhiêu? 554. Bây giờ nuôi được 270. Giữa người nuôi người bệnh được 504 rồi người nuôi được 27 mà. À tức là sẽ tài trợ cho gia đình à. À có nghĩa là được tiền trợ cấp của xã, trợ cấp của xã. Dạ. Là người bệnh á là được 504, còn người nuôi bệnh là 207. Đây cái nhà. Đây là căn nhà của chú. Dạ, nghe có nhà nước cho cấp luôn rồi. Ở xe luôn à. Dạ. Thì cấp mà lâu quá. Dù qua xuống nhà bếp này sập hả? Sập giò quá là ngái gì chứ mà trời mưa bây giờ quá ha. Được cả nhà trên. Uống nước bật điện luôn. Bật điện lên. Đây nhà bếp hả? Dạ, bếp đó con. À, được rồi. À, bình thường hai vợ chồng ở nhà mà, lâu con cái rồi đâu ở đây đâu. Cả chồng đi hết rồi. Cả chồng đi hết. Đi hết rồi, giờ có hai vợ chồng già ở nhà. Thôi chắc bây giờ con cũng khuya rồi, chắc con cũng xin phép gia đình con quay lại Sài Gòn. Nha, con cũng chúc con thay mặt quý mạnh thường quân của Hội Thiện Nguyện VDS gửi với lại thay lời gửi thăm của chú Tám Sang, chúc chú mau sớm được khỏe mạnh và bình phục. Ví dụ như cái đó mình uống được cơ địa mình hợp thì giống như là được khỏe mạnh thì may mắn hơn ha cô ha. Thì mình cứ thử thôi nha cô, chứ đâu cơ địa mình nó hợp sao. Dạ. Cũng chúc lại thay mặt gia đình nói chung là cảm ơn anh Hội Từ Thiện cũng của chú Tám Sang cũng đã tạo điều kiện đưa về giờ tới quê thì cũng rất cảm ơn hai anh em đã nhiệt tình trên đường đi, nói chung là cũng cố gắng nhiệt tình giúp đỡ vậy. Chú hết cũng thay lời cảm ơn anh đến cho mấy anh em như hỏi từng thơ. Nếu mà đồng hành giờ chị lên á, ra chỗ đó chị chẳng nhau là lên một lại. Dạ tôi không biết đường ra. Bây giờ em quay clip này rồi thì anh có muốn chia sẻ cái số điện thoại của gia đình lên trên clip này để cho cộng đồng mạng ở Phú Yên hoặc là ví dụ như những người mạnh thường quân ở nơi khác họ biết đến hoàn cảnh của mình, họ chia sẻ đến yêu thương đến cho mình cái gì, hoặc là phước chủ ngay thầy gặp được những người ta đã mắc căn bệnh này người ta chữa hết á thì người ta chỉ cho mình chỉ về thầy thuốc ha. Thì mà cái số điện thoại của bà đâu lâu xin nhớ không phải không giấu mình có cái dấu này không bây giờ để chú đọc đi chú nhớ số hả đúng không
đọc lại bây giờ bắt đầu đọc rồi không bảy không sáu 144 580 đọc lại một lần chậm đọc một lần 0706 144 580 giờ con đọc lại cho cả nhà nghe 0706 144 580 đúng không? Dạ chú tên gì chú nói cho cả nhà biết luôn đi. Tên Đặng Mai Em, có Minh Lập. Đặng Mai Em, Đặng Mai Em, chú tên là Đặng Mai Em. Thì cả nhà có chia sẻ yêu thương hoặc là có thuốc hay gì hay cứ gọi về số điện thoại đó và chia sẻ cho gia đình của chú ha cả nhà ha. Bây giờ cũng khuya rồi, cũng 2 giờ sáng rồi. Anh em tụi con phải quay lại hỏi ha con ha. Dạ dạ. Anh cầm một giấy con cảm ơn anh. Rồi, rồi con chào tạm biệt gia đình. Gia đình bệnh nhân chú Đặng Mai Em và của bác Đặng Mai Em, thì cả nhà mình xem hoàn cảnh của bác Đặng Mai Em thì cả nhà cũng đã hiểu rồi. Thì bây giờ anh em quay lại thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là 2 giờ sáng. Anh em quay lại hội thiện nguyện BDS nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều may mắn. Cả nhà xem hết video thì cả nhà đừng quên like cho hoàn cảnh Đặng Mai Em, cũng đừng quên like cho những hoàn cảnh khó khăn khác được biết đến hội thiện nguyện BDS chiến sĩ cứu thương cộng đồng nha cả nhà.